Thưa quý vị, nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu tất cả bến khách ngang sông trên địa bàn các huyện Cần Đức, Cần Chuột, Bến Lức, Đức Hòa và thành phố Tân An thực hiện theo chỉ thị 16 của chính phủ, chỉ được hoạt động theo khung giờ cao điểm để phục vụ đưa rước công nhân. Khi hoạt động, các phương tiện phải giảm 50% sức chở của phương tiện. Chủ bến phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế phải tuân thủ nguyên tắc 5K và phải bố trí dung dịch sát khuẩn trên phương tiện để phục vụ hành khách. Hành khách phải thực hiện giãn cách, khoảng cách tối thiểu giữa hai người là 2 m Thời gian hoạt động cụ thể sáng từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30, chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, các bến khách ngang sông trên địa bàn các huyện còn lại thực hiện theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.